chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Cơ Khí Thượng Thành. Thì do cái nhu cầu bà con đang vặt lông chó, lông dê cũng như lông gà, lông vịt đang tăng cao, thì bên Cơ Khí Thượng Thành xin giới thiệu đến cho bà con cái bộ sản phẩm máy vặt lông chó, lông dê. Thì bà con có thể kết hợp để vặt lông các thứ, các con khác nó vừa với cái lồng này, giả dụ những kiểu lông thỏ hoặc là những loại da dày. Tại vì do thiết kế cái phần núm này nó lớn nên là bà con chú ý nên những phần lớn, núm lớn như thế này thì nó vặt gà nó không được tối ưu lắm. Đấy, bà con bình thường vẫn có thể làm được nhưng mà nó không được tối ưu bằng những cái dòng núm nhỏ. Đấy, ngoài ra là có thể bà con có thể thiết kế lồng 80 này cho máy vặt lông gà nếu như mình gắn cái núm nhỏ hơn. Đây, trước mắt bà con là cái dòng máy vặt lông chó, lông dê, lồng 80. Đây, có kích cỡ miệng lồng 80 và đường kính bề vuông của đế lồng là 90. Đấy, máy được thiết kế 100% từ inox. Đấy, cũng như là bà con có thể thấy được là nó vô cùng sáng bóng cũng như là dễ dàng vệ sinh. Đấy, thì bà con có thể tham khảo qua để có thể sắm cho mình một cái. Đấy, thì máy thì hoạt động khá đơn giản thôi. Thì bà con sử dụng thì nó sẽ hoạt động qua dây cu loa. Đấy, dẫn động trực tiếp lên phần mâm. Đấy, mâm quay thì nó sẽ dẫn đến nó đảo con gà, con vịt, con chó, con dê của bà con quay theo. Và nó có nhờ cái lực ly tâm, nó miết vào những cái phần làm đúng có sù thần lồng như thế này, thì nó sẽ biết những cái là phần lông của lông chó, lông dê của bà con ra, thì nó sẽ cực kỳ tiện lợi cũng như là bà con sử dụng vô cùng yên tâm. Đấy, mâm quay cực kỳ đều, khá là đều. Đấy, bà con sử dụng vô cùng yên tâm luôn. Đấy, với con máy lồng 80 này thì tải trọng của nó thì bà con cực kỳ yên tâm luôn, nó khoảng độ tầm 1 tạ. Đây, với cân nặng của tôi nó khoảng độ tầm gần 70 cân. Đấy, thì mâm không hề lún luôn. Đấy, cực kỳ đứng nhún lên phía trên cũng không hề lún luôn, nên bà con cực kỳ yên tâm về chất lượng về những phần mâm như thế này. Đấy, vẫn cực kỳ mượt mà. Đấy, mặc dù là trọng lượng 80 cân đứng lên, đây phần mâm rất chắc chắn, nên bà con sử dụng lâu dài cũng không lo về cái vấn đề mà mâm nó bị hỏng hay là như thế nào đấy. Thì còn bề mặt inox này thì bà con lau chùi nó cũng khá dễ thôi. Đấy, lau chùi nó cũng khá dễ thôi. Đấy, miệng lồng thì đây cực kỳ lớn luôn, bà con có thể thấy này, 1 gang này, 2 gang, 3 gang. Đấy, nó rơi vào tầm 80 phân. Đấy, gần bằng cái miệng lồng luôn, cũng như là có cái phần dư ra khoảng độ tầm 5 phân, thì để cho những cái phần lông nó không bị cuốn vào phía dưới và nước nó không bị cuốn vào phía dưới. Đấy, máy thì sử dụng cái loại núm cơ bản là núm 32. Đấy, núm 32. Ngoài ra có thể bà con có thể đặt yêu cầu để lắp núm 36 hoặc là như thế nào đấy, thì bà con có thể đặt yêu cầu. Hoặc là những cái máy vặt lông chó như thế này thì bà con có thể kết hợp để làm lông gà, thì bằng cách bà con gắn cái núm 19 hoặc là núm 20 vào. Đấy, bên xưởng có nhận để gia công cho bà con. Đấy, nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, đấy thì sau đây thì giới thiệu cụ thể cho bà con. Thì máy nó có hai phần chính, một là cái phần lồng trên. Phần lồng trên thì nó có chiều dài, chiều cao nó khoảng độ tầm 60 phân. Đấy, từ phần đáy cho đến phần trên là 60 phân. Và được bố trí tất cả là có ba hàng núm to như thế này. Đấy, và nó có cái phần miệng lồng này được viền thêm một cái phần inox tròn. Ống inox tròn như thế này nó tăng cái độ cứng vững của máy. Cũng như là cái phần inox thì bà con có thể thấy này, inox này là cái inox cực kỳ dày nhá. Là khi bà con có vào nó không có cái độ rung lắc, cũng như là đảm bảo được cái độ mà khi bà con vặt chó hoặc là vặt dê, thì với cái cân nặng lớn của chó dê thì nó sẽ có cái độ văng ly tâm lớn. Thì những cái máy mà nó không có đủ cái độ chắc chắn ở cái phần rìa lồng như thế này thì nó sẽ rất dễ hỏng, cũng như là sử dụng trong quá trình vặt lông chó, lông dê nó khá là ọp ẹp, nên bà con sử dụng nó không được yên tâm. Thì đấy, thì bên điện máy Cường Linh Cơ Khí Thượng Thành thì sản xuất cái dòng máy này nó thứ nhất là ưu tiên về cái phần chất lượng. Đấy, thì bà con có thể yên tâm về chất lượng của nó. Đấy, còn trong máy này thì ngoài cái phần lồng trên thì nó sẽ có cái phần mâm ở phía dưới nữa. Mâm này cũng được bố trí những hàng núm xen kẽ nhau cực kỳ đều. Đấy, cực kỳ đều. Đấy, và bà con có thể thấy là cái phần này nó có khe hở khá là nhỏ, nên là cái phần lông chó, lông dê nó không bị va vào cái phần thần lồng. Cái phần nó bị rơi vào cái phần ở bên dưới. Đấy, và thiết kế ở phần núm trên nó cũng xen kẽ nhau, và nó sẽ giúp cho con chó, con dê của bà con không bị miết vào cái phần thần lồng inox này. Hãy đảm bảo cho con chó, con dê nó không bị bầm, không bị dập. Đấy, thì bà con vặt lông cực kỳ yên tâm. Đấy, trục lớn cũng như là tải trọng lớn thì bà con yên tâm về cái độ chắc chắn. Đấy, còn chân thì sử dụng là chân đế loại lớn,
loại inox vuông lớn 35. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Thì bà con sử dụng vô cùng yên tâm. Và trọng tâm máy thì đặt khá là thấp luôn. Đấy, trọng tâm máy thì nó chỉ cái phần chân này nó chỉ dư ra khoảng độ tầm 5 phân thôi. Thì cắt với mặt đất khoảng độ 5 phân thôi thì nó là khá là chắc chắn, cũng như là sử dụng cực kỳ yên tâm. Còn cái phần bao trùm của motor, đấy, có một số cơ sở thì có thể cắt nâng cái phần đế lên, chắn motor này lên cho bà con để nó tiết kiệm cái inox lại. Nhưng mà bên Cơ khí Tần Thành sẽ làm bao trùm hết cái phần bên dưới luôn, để tránh cái phần nước nó bị té vào. Đấy, tránh cái phần nước nó bị té vào. Đấy. Rất đẹp.